Chào các bạn đang theo dõi kênh Thầy Vũ Phương Nam nha. Bữa nay cũng đu trend theo mấy bạn, tại vì mà không thấy ở trên mạng có chia sẻ cái con chó một sừng thì mình cũng nửa tin nửa ngờ, thì vô tình mới thấy là huynh đệ của mình là anh Miên rồi đó, làm show bóp chung ở trong Ba Chúc. Thì bữa nay vô rồi ảnh đi ruộng rồi còn chỉ ở nhà, thì bắt đầu là mình cũng vô mình xa mình coi coi sắc thật coi sao ha, coi coi nó mọc sừng như thế nào. Thì nói chung là cái đúng là cái sừng thiệt ha, đúng chó mẹ thân thiện hơn nè, đúng là cái sừng thiệt, tại vì cái này là giống như là thịt nha chứ không phải là lông, mà ở bên ngoài nó cũng bệnh lông luôn, nó cũng có lông luôn nha. Đó thì hai cái sừng này nó cũng hơi nặng đó, bởi vì nó hơi cụp xuống ha, còn lúc mà nó dặn lên thì không biết hai cái sừng có dựng lên không thì không biết vậy. Lúc mà nó dặn lên hai cái sừng nó có dựng lên vậy đó, nó nhe nhe nâng giờ cái là mình ghê lắm à. Bình thường hai cái sừng nó hơi cụp xuống ha. Đó thì bữa nay là cũng vô mình coi đúng là thiệt, là rõ ràng là hai cái sừng thiệt ha. Thì nghe chị nói là lúc mới phát hiện nó mọc sừng thì tưởng lông nó quện nó quấn lại đó, thì cũng cắt bỏ hết một lần đi đưa bệnh viện cắt, nhưng mà cắt xong về nó bị bệnh ha, cho nên đợt thứ ba này cắt hai lần, là đợt thứ ba này là chị quyết định là chị để luôn, giữ luôn à, giữ cái sừng luôn, thực sự là hai bên ha. Đó nè, mình quay sát cái trong này nè, nó mọc lại trong da, trong thịt da nha, chứ không có không có gắn đâu, không có gắn đâu nè. Thịt nó cứng luôn á, trong da trong thịt đi ra đó, cứng mà có lông luôn, có lông luôn. Cứng căng nãy lắm. nãy giờ em không dám bóp sợ nó đau. Căng lắm á, sợ nó đau. Bởi vì cái hiện tượng này cũng hiện tượng lạ, cha sanh mẹ đẻ tới giờ mới gặp cái hiện tượng này, mới gặp đó. Mà biết bao nhiêu con phải không? Dạ đúng rồi chị. Cha sanh mẹ đẻ tới giờ. Cha sanh mẹ đẻ tới giờ mới lần đầu tiên trong đời mới thấy. Lần này lần thứ ba là nghĩ. Mà hình như là cái sừng bên trái này nó cao hơn sừng bên phải một xíu vậy. Từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ tôi mới thấy cái hiện tượng này. Đây, đây. Nhìn gì mới ghê nè. Che lại. Ai đâu mà ghép đâu. Đâu không có ghép đâu nha. Nè, nhìn kỹ không có ghép đâu á. Đó, da nó đàng hoàng luôn á. Ở ngăn chưa? Ừ. Nó dễ lắm, cái gì nó dễ. Ừ, rất là chó, rất là hiền nha. Mình là giúp được những cái, giúp được. Được. Mà nó mà nó cái nó sủa dữ lắm luôn á. Mà cái nhân thân của con này nó cũng phức tạp lắm nha. Ba nó là buôn, ba buôn đây, buôn đây, ba buôn là buôn là con trâu á. Anh Vũ dễ lên nhịn ngõ luôn. Ba nó là buôn là con trâu, mẹ nó là con mèo, mẹ là con mèo. Nó đặt tên là con heo. Mèo rồi, mèo, mèo, mèo ơi. Ba là buôn, mẹ là heo mèo. Đây, con đặt tên là heo. Đây, mẹ đây. Mẹ mèo. Ba buôn, buôn là trâu. Buôn là trâu mà mèo mà đẻ gần heo. Đặc biệt nha. Heo có sừng. Đặc biệt nữa ha, là cha mẹ và nó luôn. Là con heo buôn trâu gì đó là rất là nghe lời của một cô này là chủ của nó. Kêu một tiếng là chạy gân gắt ha. Không nhìn thấy. Gì mới được. Anh mẹ anh thân thiện ha, mẹ nhỏ hơi nhỏ con. Nhỏ con. Thì mới chạy ra đường nè. Mà cô bắt kêu một tiếng mèo ra là chạy vô liền nè. Mẹ nó được 5 tuổi rồi đó. 5 tuổi đó. Còn nó được nhiêu tuổi rồi cô? Mới có 1 tuổi à. Chính tuổi. Ra là 5 à. Mới là gì là 1 tuổi à. Dạ mẹ nó uống mấy cục, tôi tưởng là mọc sừng. Gì đâu mà cừ lên cái coi. Không vui chứ hả? Vui vẻ lên coi trời. Vui vẻ nha, mà buổi vui lắm. Diễn viên có bệnh không thầy giá? Không. Nội hả? Nổi tiếng rồi, đã tới nổi tiếng luôn rồi. Bắt đầu nổi tiếng rồi đó. Làm như lên YouTube này không được nổi tiếng hay gì buồn. Nổi tiếng thì vui lắm. Là những mẹ có con mèo nào vui quá vui nè. Mẹ nó vui nhất á. Mẹ tiếp khách nhiệt tình luôn. Chị chừng nào có cho con nữa chia em con chị. Đặt phải vậy không biết sao. Để về nữa con này nè, không mà chỉ có gì chứ dính em biết đâu về nhà em nuôi cái nữa nó mọc sừng gì nữa sao. Em nổi tiếng con thằng giúp đất ba giống được thì cứ nó đẻ cũng mấy lứa rồi, mèo này đẻ còn mấy bây giờ dưới em có cho cái vào đâu em nữa mình lên này mượn về khó giống rồi xuống dưới có con này đó lạ xuống dưới coi nó nếu mà nó có gì là nó có ghen là mới muốn nó phối ra có khả năng là nó sẽ có sừng nữa đó. Thì sợ hiếm không có đâu, nó phối được con đó
nó phối cái này là nó viên dạ. Chứ anh nghĩ mấy cái người mà tóc dài đó, tóc dài cũng bệnh gan gì đó lâu mới có rồi. Đúng rồi, hiếm lắm đó, mình lấy được thôi, biết đâu lần này em có, lần khác không có sao. Cái người mà tóc dài đó nó tóc đâm dạ. Nó cũng giống như con heo. Hello. Ở bên kia một sừng vậy thôi, mình đâu. Hello mèo. Trời ơi, trời ơi, hung luôn mọi người. Ui, con mèo này cho công nhận thiệt chứ. Đỉnh quá. Quá đỉnh rồi, hung cái nữa đi. Vậy cho ta. Hôm đó ông xã tôi, ông không có chịu nuôi nữa đó. Ông xã tôi tự cái cho ta hai con khóc một cái sưng con mắt luôn đó, người ta đem để trả đó. Hai con này nè, con mèo với con sù á, khóc chung mắt luôn. Chắc chung mắt luôn. Không mà cái giỏ anh cũng đặc biệt nghe, cái giỏ lông quá lông rồi. Mấy móng mình lông. Sao đầu nó móng nó lông, sao mà quá chàng là dữ lắm rồi. Bởi vì nó mới tên mèo nè. Con ọt kìa, con ọt nữa nè. Ọt móng nó lông lắm. Ôi anh không vui rồi, anh đi trốn rồi. Ờ, đi trốn rồi, mà không có trốn. Heo ơi. Phải hỏng là ấy lên đó. Nó ngồi lên cục đá cho quay hoài luôn, nói chuyện rồi cũng xong cái hồi mèo á, con mèo đi trốn rồi tới cuối dạ, luôn á, tới cuối luôn. Ờ, chừng nào ông xã tôi bắt về là mèo này nó mến khách lắm nào ơi. Phải mà phải mà con heo mà vui vẻ được vậy. Không, con hơn mèo muốn nổi tiếng hơn heo. Đây là người mẹ vĩ đại sanh ra một con mọc sừng. Con mày bị cắm sừng. Anh buồn quá, không biết cái vụ gì. Không biết vụ gì tự nhiên nổi tiếng rồi. Thôi mình cũng nghe đồn chó một sừng đó, mình cũng đích thân tới nhà của bà cô rồi đó. Mình cũng quay được cảnh bà cô với chú chó. Rồi ra ngay không phải là kêu ra đây ngay. Cái này mọi người vui rồi kìa. Cái này vui rồi đó. Ok đây con. Bị bạn nghe không? Ok đây nè. Ra đây nè. Đi ra đây. Ra đây. Ra đây con. Chào cái này cũng lạ hơn người ta luôn. Chừng nó lòng không ạ. Ủa là chờ. Vui con. Chắc được 10 phút quá. Nổi tiếng chó à. Chó lạ. Có thể gà quay lên đây. Đây đây. Chào em. Rồi, chào quý vị nha. Chào đi. Vậy lại vui đó. Vui rồi. Ốc. Ốc. Ở đó đi. Chó lạ mà đặt tên rồi, đặt tên cũng lạ đó rồi. Đặt tên lạ luôn. Ờ, đặt tên lạ luôn. Tự nhiên sáng đặt. Rồi. Nói chung là bữa nay có thể là làm diễn viên không gài nhiều hơi mệt. Hơi mệt. Ừ. Mà chắc là nó ăn chay không mặn vậy? Ăn mặn. Vậy hả? Sáng có thơm tơ cháu bò. Ờ, mình không có thưởng này kia bởi vậy buồn gì. Tí xíu chị thưởng cho cần. Rồi sẽ thưởng nghe, vui vẻ lên sẽ được thưởng. Tí xíu hợp tác với chị sẽ hưởng. Giò nó cũng lông hết sức lông rồi. Rồi mình cũng thấy anh đồng nghiệp của mình hồi xưa ở trong Ba Chúc thì có con chó lạ, thì hôm nay mình cũng tới cũng xác minh nha. Mình thấy Đăng thì nói chung nó một sừng mình không có tin, bữa nay thật sự là tới là thấy là đúng là nó có sừng thiệt ha, và thấy cũng hiện tượng lạ ha, là cắt một lần hai lần nhưng mà nó dẫn lên như vậy ha, thì đó đúng là hồi giờ mới thấy được ha. Thì nay mình cũng vô, mình cũng xác thực, mình cũng chia sẻ, rồi mình cũng nghiên cứu thêm cái vấn đề mà lạ ha, cũng như là nó có sừng, mấy con của nó sau này là cũng không có nữa, coi như độc nhất vô nhị có một con chó ở trong Ba Chúc này là lạ ha. Anh em nó thì mấy con sau cũng không có luôn ha, chỉ con mình nó có mà cắt rồi dẫn lên lại ha, là coi như là giống như trời xanh vậy đó. Thì nay cũng chia sẻ các bạn về cái hiện tượng lạ này nhé. Nếu mà các bạn có yêu quý kênh, thấy kênh Thầy Vũ Lúc Nam mà hay ủng hộ đăng ký kênh và chia sẻ nhiều người cùng xem nhé. Mình xin cảm ơn và xin kính chào các bạn nhé.